Uh, đời mất về đâu hỡi tháng năm xuân không mọc nữa với trăng rằm chẳng bao lâu ngủ cái nhở chẳng bao lâu ngủ sầu trong đất thế thì cái đoạn này khó hát nhở chẳng bao lâu ngủ sầu trong đất vĩnh viễn mùa đông lạnh chỗ nằm cái bài này nó hơi khó đọc ý nhà thôi nay chắc là mình sẽ cái gì nhở nói về một số cái điều tân thủ của bạn nên biết đấy thứ nhất là về cái giới hạn bộ bài tức là nó sẽ là 40 ná 50 ná 60 ná thứ hai là cách sưu tầm bài bất kỳ trong game thứ ba là cách mua tham thứ tư là cách cài tài nguyên thứ năm là cách nạp tiền thì trong quá trình mình uh, chơi game ý, thì rất nhiều bạn hỏi những cái vấn đề này thì mình sẽ giải quyết trong cái video này nhá trước hết đấy đó là cái vấn đề giới hạn bộ bài nó là như nào bộ bài thì nó có 3 mốc giới hạn tức là giới hạn tức là bộ bài ít nhất của nó ít nhất các bạn phải chơi 30 lá 40 lá và 50 lá nó sẽ có 3 mốc giới hạn như vậy mốc 30 lá nó sẽ là nó sẽ tính như này tổng level tất cả nhân vật của các bạn đang sở hữu nếu mà mốc 30 lá Chỉ cần 30 lá trong bộ bài ấy, Nó sẽ tính tổng tất cả Các level nhân vật các bạn đang sở hữu nhá Nếu mà level tổng ý, nó dưới 30 Thì nó sẽ cho phép các bạn dùng 30 lá trong một bộ bài Dùng 30 lá thì nó có ưu điểm riêng 30 lá thì rất là ít hết bài Và các bạn có thể uh, bôi những cái nút bài Để tận dụng cái giới hạn 30 lá 30 lá như này này Các bạn thấy không Mình chỉ có 30 trên 60 Nhưng mà bây giờ khi mình out ra ấy, Thì nó sẽ không cho nhá Bởi vì uh, bởi vì tổng nhân vật của mình ấy Nó đã trên, trên trên level 30 rồi. Thứ hai, đó là mốc 40 lá. Mốc 40 lá thì như nào? Mốc 40 lá thì nó sẽ là tất cả nhân vật của bạn level 9, dưới level 100, tất cả nhân vật dưới level 100 thì các bạn có thể sử một cái deck 40 lá. Còn nếu các bạn có một nhân vật level 100 ấy, nó sẽ bắt các bạn giới hạn 50 lá. Tất cả những cái, cái 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 30 lá đúng không? 30 lá thì là tính tổng nhá. Tổng tổng level. Còn khi lên 40 lá ấy nó sẽ tính là level level cao level cao nhất thôi con nào ấy nó dưới level 100 là được không được lên level 100 dưới level 100 các bạn thể chơi 40 lá còn lên level 100 ấy các bạn bắt buộc chỉ cần một con thôi là các bạn phải chơi 50 lá rồi và 50 lá tại sao theo mình thấy là không nên chơi bởi vì thứ nhất nếu mà xác định đã chơi ấy, thì các bạn phải nạp kha khá vào game nó mới mạnh được và nạp ấy nó phải nó còn bị đuối theo thời gian nữa cơ nên là các bạn hãy để 40 lá mà chơi Thứ nhất là nạp này Nếu mà muốn chơi 50 lá các bạn phải nạp rất là nhiều Và theo thời gian ấy nó sẽ yếu dần đi nhá Và nó chơi rất là khó Cái lối chơi của nó ý, nó hầu như là chỉ chơi được một số lối chơi thôi Nó không thể chơi đa dạng như 40 lá được 40 lá ý, các bạn chơi game sẽ rất là đa dạng Các bạn có thể chơi mọi deck các bạn Mọi deck các bạn có thể chơi nếu mà Mọi deck các bạn biết nếu mà các bạn có thể sưu tầm được bài Còn nếu mà 50 lá ý, Nó sẽ giới hạn các bạn là 50 lá trong bộ bài Các bạn tưởng tượng đi 50 lá cho bộ bài nha các bạn tưởng tượng một lần lút bài nó chỉ cho bạn lút được một lá các bạn phải mất nó tầm 40 lượt các bạn mới lút được hết là 50 lá bài thì nó rất là cực đúng không một lần thôi các bạn chỉ đưa được lút một lá đúng không mà nó có 50 lá bài thì cái tỷ lệ nó lút ra cái lá quan trọng rất là khó nhá thứ hai là các bạn cho rằng ý cho rằng lên level 100 của nhân vật ý thì sẽ có thể nhiều bài ngon hơn thì bây giờ nói chung ý cái con mấy con nhân vật ý lên level 100 bây giờ nó không đáng nữa rồi lên level là phải level cực cao thì nó mới ngon còn như kiểu con cai ba nè vào 100 ý con này là con xịa nó cũng không là ngon lắm không ngon lắm nha bây giờ như kiểu là thánh kỵ ý. nhiều khi nó đấm chết được con này không ta thánh kỵ là con này tường chiến đấu nhỉ ở ờ, con này thánh kỵ đấm được mà con này làm dưới tường quái đúng không Ờ con này thánh kỵ đấm chết đấy ví dụ như kiểu zugi zugi thì sẽ có con linh phù thủy linh phù thủy đúng là ngon thật nhưng mà nó phải chơi với đếch phù thủy cơ nếu mà các bạn lên leo vào 100 thì sẽ có linh phù thủy nhá linh phù thủy ngon nhưng mà các bạn phải có deck phù thủy thì mới chơi được nhá tiếp theo là mai Mai thì các bạn sẽ phải lên đánh đổi nhá. Mai này có set cuồng nộ, cái ná này nghe effect rất là cháy đúng không? Nghe effect của ná này rất là cháy. Nhưng mà các bạn có tự tin khi các bạn chơi 50 ná, các bạn lút được cái ná set cuồng nộ không? Đúng không? Mặc dù các bạn có cái ná set cuồng nộ rất là mạnh đúng không nhưng mà các bạn có tự tin là khi các bạn lên 50 ná, các bạn rút được cái ná này để mà xài không? Vì thế, đây là một câu chuyện khuyên các bạn này, này. tốt nhất đừng lên nha vào 100, lên nha vào 100 là khổ đau đấy. Nên nha vào 100 là phải nạp thêm, nạp nhiều thì mạnh thật. Còn nếu mà nạp tầm trung ấy, nạp tầm trung xác định như kiểu 10 triệu ấy thì nó khó mạnh lắm các bạn ạ. Rồi tiếp theo là cách sưu tầm bài. Sưu tầm bài là như nào? Bây giờ ví dụ nhá, mình sẽ hứa chỉ các bạn kiếm một lá bài trong game, tức là nhiều bạn muốn sưu tầm thêm nhiều lá bài để có thể là trải nghiệm nhiều hơn. Ví dụ con chiến binh ác ma ấy, các bạn sẽ đây này, muốn sưu tầm trước hết là các bạn vào thư viện, các bạn tìm tên của nó ra nhé một số con thì bạn tìm không ra tên đâu bởi vì nó sẽ bị lỗi tên ý một số con là tìm không có nhưng mà đa, đa số nhá Ví dụ như bây giờ mình muốn tìm con phù thủy thời gian Thì con này bây giờ muốn kiếm ở đâu ấy Muốn biết nha các bạn xem ở bên cái chỗ thông tin Các bạn ấn xuống gói bài Thấy không Nó sẽ hiện gói bài chiến binh Rồi các bạn chỉ cần biết gói bài chiến binh thôi Các bạn có thể ấn đến cũng được Thật ra gói bài chiến binh là gói bài này này Con phù thủy thời gian sẽ mua trong này nhá Đó thấy không nó sẽ có nguồn của nó bài gọi là nguồn nhá ví dụ bây giờ mình muốn kiếm con phù thủy đường đen ấn vào gói bài thì nó gói bài phù thủy nhá một số con ấy mặc dù nó vẫn có nguồn nhưng mà nó sẽ không có gói bài đâu ví dụ như kiểu cái con à đây này. ví dụ như con mầm độc lớn đúng không con này thì nó không hiện gói bài tức là con này cũng vẫn vẫn có kể, vẫn có thể kiếm được nhưng mà cái này các bạn phải chơi nhiều mới hiểu mới mới biết kiếm nhá tiếp theo như kiểu con nữ thần ma thuật con này cũng thế con này nó cũng không có nguồn đúng không nó không có nguồn nhưng mà cũng có thể kiếm được luôn vì thế là bây giờ ấy nó cái cách, cách sưu tầm một là bài cách thứ nhất thì các bạn sẽ là đi tìm nếu mà có gói bài ấy, thì nó sẽ tìm tìm chắc chắn là thấy đúng không một số lá không thấy như kiểu là mấy cái lá một số cái lá bị lỏ ấy, chắc là số ít thôi một hai lá ấy. một hai lá nó bị lỏ nó có, nó có mặc dù nó có nguồn ấy nhưng mà không không tìm thấy nó thì nó bị lỏ nên là một một hai lá thôi còn đa số ấy, 99 phần trăm còn lại lá các bạn chỉ cần nếu mà nó đã hiện gói bài như vậy các bạn chỉ cần ẩn đến xong bạn mua vào gói bài đấy là sẽ tự được còn bây giờ ấy, mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cái lá bài không có nguồn thì nó ở đâu thứ nhất là các bạn sẽ vào shop hàng ra trong này có rất nhiều lá bài nhá tiếp theo là shop hàng ra này luôn trong này cũng rất nhiều đá bài ấy nhá tiếp theo là shop tinh lũy cái shop này cực kỳ nhiều đá bài ấy nhá tiếp theo là gói mở động nhân vật trong này thì nó sẽ thay thay đổi luôn phiên ý cái này nó sẽ thay đổi luôn phiên thôi nói chung là nó cũng sẽ có nhiều bài chắc là nếu mà ra thuật sĩ mắt xanh thì ngon nhiều à, từ từ nhá từ từ nhá cái này cái cái đoạn giới cái đoạn hướng dẫn từ từ nhá mình sẽ đi quay con thuật sĩ mắt xanh cái này quay thì các bạn cứ ôn in vào là được chứ bây giờ bây giờ dễ thế nhờ ra thuật sĩ mắt xanh thật đấy ngon ờ, à, chắc là kiểu kiểu, kiểu kiếm x 2 đúng không nhờ? xin ở uh, xin con thuật sĩ x2 đi ở uh, con vua lồng từ từ nhé trong này này trong này có khá là nhiều bài ngon nhé cái này thì bây giờ cái này là một dạng dạng kiếm bài nó khá là khó khó hiểu nên là thôi x2 thuật sĩ thôi x1 được rồi các bạn thuật sĩ thì bây giờ có thể đổi con con thử con lồng con lồng kiệu ngon nhé đây các bạn có thể vào bên cạnh như kiểu là bên cạnh nhá có bạn có thể vào lôi nhã để mua còn nếu mà không mua lôi nhã thì có thể trong hư vô trong hư vô cũng là một cái chỗ rất nhiều bài ngon nhá trong hư vô này này hoặc là trong thần tích luôn nói chung là nó có nhiều chỗ mua nhá hư vô này này trong hư vô huyền cảnh nha nó có sẽ rất nhiều lá bài như kiểu các bạn hay tìm là cái lá dịch trưởng cấp tốc các bạn hãy hỏi cái lá dịch trưởng cấp tốc ở đâu thì nó ở trong hư vô nhá trong này có hư vô có rất nhiều bài nhá cho bạn tìm kiếm này hoặc là trong thần tích trong thần tích cũng khá là nhiều bài mạnh luôn à, trong nói chung là nó có nhiều gói bài để các bạn tìm kiếm ấy nên là thứ hai là cách kiếm bài thì cơ bản ấy đầu tiên là các bạn sẽ ấn ấn để xem gói bài của nó thứ hai là các bạn sẽ đi tìm lòng vòng trong game ấy hoặc là nếu mà các bạn muốn biết cái lá nào ấy các bạn cứ hỏi trực tiếp cho mình hỏi trực tiếp mình ý, cho nó dễ bởi vì thật ra là mình sẽ dễ tìm một số lá mình sẽ biết nguồn trước hơn ý, để đỡ mất công bạn tìm thứ ba là cách mua tham mua tham là như nào tức là cái chức năng trong quyết đấu ấy khi các bạn đấu trong quyết đấu đúng không các bạn sẽ thấy một số thằng khi nó múa tức là khi nó dùng bài nó sẽ được cộng thời gian đấy một số thằng khi nó dùng bài nó sẽ được cộng thời gian và thời gian của nó rất là lâu đấy là cách đấy là gọi là thời gian quyết đấu thì muốn kiếm được cái đấy thì bạn vào gói hoặc thẻ và hoặc thẻ hoàng ra nhé. Xong vào mua thẻ, xong nạp 50k nhé. Thì các bạn sẽ được một tuần. Các bạn sẽ được, đây này, nó sẽ có đặc quyền. X4 tốc độ đấu trường. Mỗi thao tác trong chiến đấu sẽ cộng thêm 5 giây. Tối đa cộng thêm là 18 lần. Tức là nó sẽ cộng cho bạn là 90 giây à. 5 cái gì nhỉ? 5 giây, thì mỗi tối đa là 18 lần. Thì bây giờ 5 x 18 thì rơi vào tầm 80 nó sẽ cộng thêm 80 giây cộng với 60 giây cơ bản nó rơi vào tầm uh, nói chung là cái này hình như là không phải không phải uh, không phải 18 lần đâu. Nói chung là trong này nó cũng nhiều cái nên là các bạn có thể vào đây nhá. Đấy còn cái tham quyết đấu ấy, nhiều bạn hay hỏi thì nó ở đấy nhá. Tiếp theo là cái uh, cày tài nguyên. cày tài nguyên trong game này thì đơn giản lắm, chủ yếu là điểm danh thôi. Thật cái cái game này này. Các bạn muốn cày là cài, cái, cái 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 tài nguyên gì bất kỳ thì uh, cứ điểm danh nhá. Ví dụ như các bạn cày vàng thì cứ điểm danh uh, online này này, cày uh, cày game điểm danh liên tục cái game là điểm danh liên tục nhá cày một số tài nguyên đặc biệt như kiểu là vé hoàng gia hoặc là vé cao cấp này này thì nói chung mấy cái này bây giờ không cần cày đâu bây giờ cày nó cũng chẳng có giá trị nên là muốn bây giờ ấy, muốn cày tài nguyên thì chỉ cần điểm danh thôi điểm danh là đủ hết tài nguyên để chơi game rồi nhá tiếp theo đó là câu chuyện gì nhỉ à, cách nạp tiền cách nạp tiền thì bây giờ cái này rất là quan trọng nhá một số bạn ấy hay nhờ mình nạp thì bây giờ này các bạn muốn nạp cái gì bất kỳ nhá ví dụ các bạn nạp vào cái này đi nhỉ các bạn nạp cái gì đó bất kỳ từ từ nhá miệng nhớ đâu mua nhầm cái kia là cút đấy rồi các bạn nạp cái gì bất kỳ ý. Nó sẽ có trang dinh uh, Tức là nó thứ nhất là có hai dạng nạp Một là gói cơ bản Hai là gói vé nạp Vé nạp tức là để mua trong shop phế niệu nhá Vé nạp sẽ dùng shop phế niệu và thẻ năm Nó sẽ dùng trong shop phế niệu và thẻ năm Còn uh, cái gói cơ bản này này Nó sẽ cho bạn nạp một là game hai là thanh toán một số chức năng cơ bản của game trong game thì có nhiều chức năng hầu như nó sẽ dùng qua nạp game này nhá ví dụ khi bây giờ các bạn nạp gói 20 20k đúng không? Ô, sao không cho kinh nhỉ? Đây nhá, các bạn ấn vào mua này thì bây giờ ấy các bạn sẽ có bốn hình thức thanh toán thứ nhất là thẻ dinh thứ hai là ngân hàng thứ ba là visa nói chung là bây giờ ấy các bạn muốn nhờ mình nạp ấy thì bạn cấm vào zalo pay này, này các bạn ấn thêm một lần zalo pay nữa sau bạn ấn vào thanh toán ngay thì nó sẽ hiện ra qr xong các bạn gửi cái này cho mình nhá muốn muốn biết cách nạp ấy thì các bạn chỉ cần gửi cái này cho mình là mình sẽ thanh toán được đấy một số bạn hay nhờ mình nạp ấy thì nó chỉ cần đơn giản như vậy thôi các bạn chỉ cần gửi qr cho mình còn nếu mà còn vấn đề gì nhỉ đây, đấy, là những cái vấn đề cơ bản để bắt đầu chơi cái trò này Trò này bây giờ thì nếu mà kiểu muốn cày thì tương đối là khó Chủ yếu là người ta sẽ chơi ở server mới để nó lấy bài để trải nghiệm Bởi vì server mới nó sẽ có rất nhiều bài ngon Còn server cũ thì có hai cách Một là đi mua nick Hai là không chơi Bởi vì server cũ chơi bây giờ không lại server mới đâu Server mới bây giờ nó có bọn nhập hồn ấy quá mạnh luôn nên là cơ bản về game là như thế Nó không giống ngày xưa Ngày xưa bạn có thể cày các thứ ý, Cày càng lâu thì càng mạnh còn bây giờ cứ vào server mới là mạnh nhất Đó, đó là đơn giản những cái vấn đề cơ bản các bạn hay gặp trong game Nếu mà còn thắc mắc gì nữa ấy, Thì để bữa nào giải đáp cho Còn một cái hay hay các bạn hay hỏi là kiểu bây giờ Là quái gì nhỉ? Để mình bịa ra xem nào Một số cái thằng bây giờ nó hay hỏi mình cái quái gì nhỉ? À, ở mình chưa nghĩ ra Nói chung này thì nó chỉ có vấn đề Về cái vấn đề chơi game ấy, thì nó cơ bản như vậy Còn bây giờ nó còn gì không ta? Mấy cái chức năng đặc biệt này này thì chắc là giải thích nó hơi khó ấy với lại thi thoảng nó mới ra thôi nên là cũng không cần quan tâm lắm mấy cái chức năng đặc biệt này này thi thoảng nó mới ra ấy nên là chúng ta cũng không cần quan tâm còn nếu mà nạp theo mình thấy bây giờ lời nhất ý, là các bạn mua thẻ năm ấy ờ, bây giờ lời nhất là mua cái thẻ năm năm trăm nghìn và thẻ năm hai trăm nghìn hai cái này chức năng gọi là lời nhất cho game thủ nhá Nhưng mà mua xong ấy game sập thì mình không biết bởi vì là bởi vì cái thẻ năm ấy thì các bạn sẽ dùng theo một năm luôn tức là các bạn mua ấy các bạn sẽ dùng trong vòng một năm nên là nếu mà game sập ý, thì các bạn sẽ mất trắng 500 nghìn nó chẳng được cái tích nợ không được trải nghiệm gì luôn cái đấy là dành cho nông dân cày thẻ năm là cho nông dân cày còn bây giờ kiểu một số là cái lá thì bây giờ muốn kiếm lá gì thì đơn giản đơn giản như vậy còn muốn muốn chơi bây giờ muốn chơi thì bây giờ tốt nhất là chơi nhập hồn các bạn bởi vì sao bởi vì thứ nhất là nó mạnh thứ hai là nó kiểu nó phổ thông nhà cứ chơi nhập hồn ý làm bố là có khi bạn chơi nhập hồn trong cái trò này này thì sẽ có trải nghiệm tốt nhất với cái trò này còn nếu mà các bạn ăn hành cầm nhập hồn mà ăn hành ý thì là do bạn xui thôi